Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì có sinh nhật của bạn các con mà tổ chức ở cái chỗ chơi bowling đó cô chú anh chị á. Nên là đem tụi nó vô đây. Trong trường các con, các thầy cô giáo đang bị Covid cho nên là bọn trẻ phải nghỉ học cả tuần rồi cô chú anh chị ơi. Cho nên là tụi nó kiểu như mình nó nhớ trường á, nhớ bạn bè nữa. Khi mình vào đây thì mình đổi giày nha cô chú anh chị đó. Họ cho mình những cái đôi giày chơi bowling á. Đây là cái chỗ chơi bowling. Con Dung nó chưa có chơi bao giờ nhưng cô chú anh chị đó tặng cái tiệc này á, sinh nhật á, thì những ông bố bà mẹ nói là đem các con vô đây cho tụi nó chơi cho biết. Thì đây là cặp bố mẹ cô áo đen này là mẹ của bé mà tổ chức sinh nhật như chú chị, mẹ với ba cũng là lớn rồi mới có con mọn á. Cái người này là làm trong hãng máy bay của Airbus thôi cô chú anh chị, còn cô vợ là giống đi làm lau nhà đó, đi dọn nhà domicile đó. Cái này là chia nhóm ra, mỗi một cái đường bowling thì được 5 đứa thôi chứ anh chị đó. Cái cô chủ của đi đâu mất tiêu rồi, Dung đang đợi đặng Dung xin đổi đôi giày của mình. Hôm nay thì có hai cái tiệc sinh nhật, một cái tiệc của bé lớn hơn thì ở cái bên của chú anh chị, cái nhóm này thì nó nhỏ nhỏ không à, thì kiểu như mình thuê hai cái đường bowling vậy đó cho tụi nhỏ chơi. Này thì các ông bố bà mẹ hùng tiền lại với nhau đó cô chú anh chị, người ta tổ chức sinh nhật thì bánh nước đồ này kia thôi đó, chỗ chơi bowling thì mình chia ra. Bạn mời các con sinh nhật nhưng mà mình phải cái này kiểu giống như đăng ký cả tháng đó cô chú anh chị, nó đặng cho người ta biết là bao nhiêu bé. Nhà Dung có hai ông thôi mà gặp một nguyên cái nhà trẻ như này nữa là thôi chắc la làng đó cô chú anh chị ơi, đứa một tiếng rồi thôi thấy mệt lắm luôn. Bye.
trái bô linh này nó nặng lắm quý chú anh chị ơi, bởi tụi nó đâu có rinh thải nổi đâu, cho nên là phải để trên cái giá đỡ như vậy. À, đây là các bé chơi thân với nhau từ mẫu giáo tới bây giờ luôn đó khi chú anh chị. Nữa là có đứa thì khi nó lớn tháng hơn thì nó lên lớp lớn hơn. Rồi mấy đứa này thì nó chạc chạc tuổi nhau không vậy đó. À, cô ở Dung có trò chuyện với cái cô mẹ của bé mà có sinh nhật hôm nay đó cô chú anh chị. Thì cổ làm dọn dẹp nhà domicile đó, thì Dung mới đang tìm cái người đi dọn chừng 2 lần một tuần cái căn hộ ở sau Dung đó cô chú anh chị ơi. Mà vừa dọn nhà hàng mà vừa bên dọn phòng ở nữa, Dung làm nổi cô chú anh chị ơi, nhiều quá. Thì cổ tâm sự với mình là cổ bị ung thư đó cô chú anh chị. Nói chung là phụ nữ mà vấn đề sức khỏe rất là nhiều, nhưng mà rất may là không có sao hết, vẫn còn kịp thời để trị. Hiện giờ ở Pháp nhiều lắm cô chú anh chị ơi, ung thư vú nè, ung thư cổ tử cung gì nữa, hầu hết là hỏi 10 người phụ nữ là họ đều gặp vấn đề đó hết rồi. Bên này người ta tâm sự với mình thôi cô chú anh chị, không phải là bệnh, là
là giấu giếm gì hết á. Họ hỏi thì mình hỏi thăm sức khỏe của nhau thì họ tâm sự với nhau nghe thôi đó. Phụ nữ với nhau thì kiểu như giải bài với nhau á. Ở bên này có một những cái group của cô chú anh chị đó, là dành cho những cái bà mẹ nào mà có vấn đề sức khỏe nè, rồi những cái bà mẹ nào mà có con sinh đôi nữa đó, mình tham gia những cái group đó đó thì họ chia sẻ kinh nghiệm, rồi họ trò chuyện, mình tâm sự đồ này kia, nói chung là giúp đỡ nhau rất là nhiều. Để thì cậu ấy nói với Dung á, là để cô ấy làm phẫu thuật vào tháng 1 xong rồi á, là cậu cũng lãnh làm nhà lau nhà nhiều chỗ lắm, thì cổ ấy rồi cổ phụ chơi cổ làm cho Dung một tuần 2 buổi vậy đó cô chú anh chị nhá. Mà tới chừng 2 tiếng đồng hồ vậy đó, tùy buổi nào cũng được trơn á. Cho nên là đến phụ dọn dẹp nhà, mình lau nhà thì xài máy cô chú anh chị, không có lau tay. Dung mua đại cái máy luôn để dọn dẹp nhà làm cho nó khỏe mà tiết kiệm thời gian nữa. Đây là mình tổ chức sinh nhật cho tụi nhỏ đó chú anh chị. Mấy ông bố bà mẹ hợp tác lại với nhau tổ chức sinh nhật. Này bên này là cho người lớn. Bây giờ khi mà tụi nhỏ chơi xong rồi á là có thời gian đến đây để ăn nhẹ đó cô chú anh chị. Regardez ici. Regardez nous. Cheese. Pour la photo. Đây là bánh sinh nhật ở này trong cái chỗ bowling họ làm luôn cho mình đó cô chú anh chị. Allez, vas-y.
À, trong này có những bố bà mẹ thì họ đi làm đó cô chú anh chị, thì họ gửi con cho chủ nhà, bao giờ họ đi làm về thì họ đón hoặc là biết nhà thì đưa tới nhà luôn. Dung đưa tụi nhỏ đến thì 5 giờ bắt đầu mình trước các bé về. Dạ, thì như vậy nên mà tụi nó vui cô chú anh chị ơi, gặp bạn bè sau một tuần nghỉ học. Thì Dung cũng xin dừng video tại đây và Dung xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video và cùng dự sinh nhật với các con. Thì Dung chúc cho cô chú anh chị và các bạn có buổi chiều vui vẻ bên gia đình nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Oh, c'est bien, ils sont contents. C'est pour s'amuser, ouais. Mets pas les cheveux là-dedans. Đó, hôm nay thì Dung dẫn các con đi dự sinh nhật đó, là làm quen với các bố mẹ ở trường. Cô chú anh chị đó là mình cũng không có thời gian gặp nhau nhiều nữa. Nhiều khi gặp ở trường hoặc là ở trường có lễ hội này kia đó thì có người đi được thì có người thì gửi cho ông bà đến đó cô chú anh chị đó. Phụ huynh thì cũng nhiều khi ít gặp lắm. Lâu lâu mà được dịp như vậy á, mình gặp người này người kia, mình trò chuyện rất là vui. Thì hôm nay thì Dung lại tìm được người phụ dọn dẹp nhà dùng Dung rồi. Dung mừng lắm cô chú anh chị ơi. Bên này khi mà các con mang quà đến cho bạn hay là đi dự sinh nhật, kể cả dự tiệc cưới và lớn cũng vậy cô chú anh chị, thì khi ra về thì họ thường chuẩn bị những cái túi quà nhỏ nhỏ, trong đó bánh kẹo đồ này kia cho các con. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et vous me tenez au courant quand vous avez besoin.